Đi. Xe đó ai lấy? Sao vậy? Có định gì hết mà. Danh gì đuổi má, công ty giao xe cho mấy ông này, cũng có biết mấy ông này là ai luôn. Đóng hai chuyện xe đi. Bây giờ xe nghỉ đâu rồi, đi nhìn thấy hả? Sao không biết được? Mẹ nó ngùi. Mẹ nói vậy, mấy chiếc nó nhắn vô làm gì vậy? Đúng rồi, cái thắt nó mua định vị nó được lắm. Hết trăm gì hết. Xe giờ muốn nhắn chị có hết mà. Xe mình bây giờ không thích thì thích luôn mẹ. Vô ma đi căng cả mẹ. Nó cũng tháo định vị ra được vậy. Cấp là tháo đi. Còn tháo rồi bán cho ai? Bán cho Vinh Phát hả? Nhưng mà kể cả mà giống ví dụ mà có bán được, nếu có thằng là giá thôi mày đem xe đi bán cái này là tháo đi vì đấy, thấy không? Một là đủ mới anh về chịu hình phạt như thế nào đấy. Còn hai mức án cao nhất là có thể đủ mất người đủ hình trừ. Anh biết ông ma ông vườn là ai mà ông má đơn giản là già muốn lấy xe đó ra mà có già chuẩn bị cho mấy giấy cơ bình nghiệm làm đâu cũng xem nó tùm lum biết đâu chưa có già mà ai mà ra được đó trong thời gian rất là lâu. À chỉ cần ấy là tài xế điện một cái là có đội về lên điều tra liền. Anh nhầm đó mà không biết liền mất xe là báo liền chứ đâu có để cho anh mình vòng vòng qua được. Mất xe lạ luôn, công ty đều được lắm. Sau một thời gian không già được, cái xe nó ra mấy dòng máy thắt này nè, xe chạy có người bị tắt, cái là xe chạy được luôn. Xe nè nó cũng ba ấy được mà, chọn luôn nè. Mấy dòng bấm bấm, nó chạy biết đâu, không tắt mà, đứng trên xe luôn. Nhìn vậy giờ nó hay lắm anh này. Cái xe mà cũng giá trị lắm, nhưng mà hộn với máy thắt đi, với cảnh máy lắm. Mình về hết mấy triệu rồi. Nhiều cũng được.